cái cột nhà, xong rồi ông bố tôi kéo, tức là kéo ra cái cắt cái thì mình chết liệm đi, nhưng mà sau này khỏi. Thế thì mình phải nhớ rằng đấy, những cái khổ của những người đau ốm như thế, tàn tật như thế. Cho nên là tôi đi vào cái học rất sớm. Vâng, cái việc làm của ông đã được người dân ghi nhận và cũng không khó để mà đến gặp ông. Bây giờ nếu như mà có người nói là ông như là một ông tiên sống để chữa bệnh cho người nghèo, chữa bệnh cho mọi người thì ông có đồng ý như thế không ạ? Cái đấy thì đúng, tức là tôi đã làm được dạ dày này, đại tràng này là khỏi đấy, khỏi được mấy chục triệu người rồi cơ. Hay còn một số bệnh như gan nhiễm mỡ, bấm huyệt với xoa bóp này là đều làm hộ chứ không lấy tiền của một người nào. Đặc tính tôi là không tiền, không phiền hà bệnh nhân nghèo đến đây. Còn Quảng Bình hay Huế, Sơn La thì ở đây cứ ăn cơm bình thường hàng ngày, ngủ nhưng không có mất tiền ăn, không có phiền hà, bệnh nhân ra về vẫn vui vẻ, tức là không để cho bệnh nhân kêu ca, người dân họ không quên đâu. Thưa ông, là có một cái dự định nào đó ông còn muốn tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng như thế nào ạ? Định thì tức là đến con tôi cũng thế, phải cho những người nghèo có sổ nghèo đến đây đều phải cấp thuốc. Hai nữa là nếu mà hàng năm mà có nhiều tiền thì cho nhiều, hay những gia đình khó khăn quá đấy, thì mình cho, càng cho được nhiều càng tốt. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ, và cháu chúc cho ông có được rất là nhiều niềm vui ạ. Xin cảm ơn chị và chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, xuất phát từ quan điểm sống giản dị, nhân hậu, Lương Y Phạm Thọ Tầng luôn là tấm gương cho các con, các cháu trong gia đình học tập và noi theo. Xin cảm ơn tấm lòng của Lương Y Phạm Thọ Tầng và mong ông có nhiều sức khỏe để nhân lên sự nhân ái trong xã hội hôm nay. Chương trình Đời Như Cổ Tích dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Three men in a boat, part 22. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 22 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 21 của câu chuyện, tại Marlow, Montmorency gặp một chú mèo đen trên đường. Montmorency định bắt chuyện, nhưng có điều gì đó, cái nhìn của con mèo làm nó sợ hãi. Kể từ sau lần ấy, Montmorency không muốn nghe người khác nhắc đến loài mèo nữa. Rời Marlow, ba người tiếp tục đi trên sông. Khi họ hết nước uống và xin người gác cửa sông một chút, ông lão bảo họ uống nước sông. Sau khi xin được nước ở một nhà khác, ba người lên đường và nghỉ ăn trưa trước khi tới Walgrave. Harris đang chuẩn bị đồ ăn thì đột nhiên George và Jay thấy cậu ta biến đâu mất. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To one's horror. Trong nỗi sợ hãi của ai. To be alive. Sống, còn sống. To be dead. Đã chết. The rest of something. Phần còn lại. Edge. Mép, rìa, cạnh. The end of the world. Ngày tận thế. Miserable. Đau khổ, buồn lòng. Thoughtful. Trầm ngâm. A dead rat. Một con chuột chết. To annoy somebody. Làm ai bực mình, chọc tức ai. To sit on the edge of a hole. Ngồi trên mép một cái hố. To fall backwards. Ngã ngửa. To make a fire. Đốt lửa. To walk away.
bỏ đi, rời đi. Bây giờ mời các bạn nghe phần 22 của câu chuyện. Và rồi, trong nỗi sợ hãi của chúng tôi, trên đám cỏ hiện lên cái đầu của Harris. Mặt cậu ta đỏ bừng và rất giận dữ. And then, to our horror, we saw Harris's head, and only his head, in the grass. His face was very red and very angry. Jack lên tiếng trước. Nói gì đi, cậu còn sống hay đã chết? Phần còn lại của cậu đâu? Cậu ta kêu lên. Đừng ngu ngốc như thế. Harris lên tiếng. Đấy là lỗi của cậu. Cậu bắt tôi phải ngồi đó. Cậu làm thế để chọc tức tôi. Đây, cầm lấy thức ăn đi. George was the first to speak. Say something, he cried. Are you alive or dead? Where is the rest of you? Oh, don't be so stupid, Harris's head said. It's your fault. You made me sit there. You did it to annoy me. Here, take the food. Và đống thức ăn hiện ra từ giữa bãi cỏ. Rồi sau đó, Harris xuất hiện, ướt nhẹp và dơ dáy. Harris không biết rằng cậu ta đã ngồi trên mép một cái hố. Đám cỏ đã che lấp cái hố. Rồi đột nhiên, cậu ta bị ngã xuống đó. And from the middle of the grass, the food appeared. And then, Harris came out, dirty and wet. Harris had not known that he had been sitting on the edge of a hole. The grass had hidden it. Then, suddenly, he had fallen backwards into it. Harris nói, cậu ta không hề biết điều gì vừa xảy ra với mình. Đầu tiên, cậu ta nghĩ rằng đã đến ngày tận thế. Harris vẫn tin chắc rằng chính tôi và Josh đã bày ra kế này. He said he had not known what was happening to him. He thought, at first, that it was the end of the world. Harris still believed that George and I planned it. Sau bữa ăn, chúng tôi đi tiếp tới Wargrave và Shipwreck và tới Sonning. Ở đó chúng tôi rời thuyền và đi khoảng một tiếng hoặc hơn gì đó. Đã quá muộn để đi tiếp qua Reading, nên chúng tôi quyết định quay trở lại một trong những hòn đảo ở Shipwreck. Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở đó. After lunch, we moved on to Wargrave and Shipwreck, and then to Sonning. We got out of the boat there, and we walked about for an hour or more. It was too late to go on past Reading, so we decided to go back to one of the Shipwreck Islands. We would spend the night there. Khi chúng tôi đã buộc thuyền vào một hòn đảo, trời vẫn còn sớm. Jack nói rằng sẽ thật tuyệt nếu có một bữa tối tuyệt vời. Cậu ta nói rằng cậu ta có thể dùng tất cả các thứ và cả các mẩu thức ăn thừa của chúng tôi. When we had tied the boat up by one of the islands, it was still early. George said it would be a good idea to have a really excellent supper. He said we could use all kinds of things and all the bits of food we had left. Chúng tôi có thể làm một điều thật thú vị và chúng tôi sẽ cho mọi thứ vào trong một cái song lớn. Jack nói rằng cậu ta sẽ chỉ cho chúng tôi cách làm. We could make it really interesting and we could put everything into one big pan together. George said he would show us how to do it. Chúng tôi thích ý tưởng này nên Jack đi nhặt củi về để đốt lửa. Harris và tôi bắt đầu chuẩn bị khoai tây. Đó là một công việc quan trọng. Chúng tôi bắt đầu khá vui vẻ. We liked this idea, so George collected wood to make a fire. Harris and I started to prepare the potatoes. This became a very big job. We began quite happily. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa gọt xong củ khoai tây đầu tiên, chúng tôi cảm thấy không hài lòng chút nào vì củ khoai tây bị lẹm gần hết. Jack chạy đến và nhìn chúng tôi. Ồ, không được rồi, các cậu làm sai rồi. Làm thế này này, cậu ta nói. However, by the time we had finished our first potato, we were feeling very miserable. There was almost no potato left. George came and looked at it. Oh, that's no good. You've done it wrong. Do it like this, he said. Rồi chúng tôi làm việc chăm chỉ trong 25 phút. Chúng tôi đã gọt được 4 củ khoai tây và không muốn làm tiếp nữa.
We worked very hard for 25 minutes. At the end of that time, we had done 4 potatoes. We refused to continue. Nhưng Josh nói rằng sẽ thật ngu ngốc khi chỉ có 4 củ khoai tây. Vì vậy chúng tôi rửa thêm 6 củ nữa. Rồi chúng tôi cứ thế cho khoai tây vào xong mà không làm gì khác nữa. Chúng tôi cũng cho thêm một ít cà rốt và vài loại rau khác. George said it was stupid to have only 4 potatoes. So we washed about 6 more. Then we put them in the pan without doing anything else to them. We also put in some carrots and other vegetables. Nhưng George nhìn cái song và nói rằng thế vẫn chưa đủ. Thế nên chúng tôi đã lấy cả 2 giỏ thức ăn ra. Chúng tôi nhặt tất cả những thứ còn lại và cho vào song. Thật ra chúng tôi đã cho vào đó tất cả những gì tìm được. But George looked at it and he said there was not enough. So then we got out both the food baskets. We took out all the bits of things that were left and we put them in too. In fact, we put in everything we could find. Tôi nhớ rằng Montmorency theo dõi từ đầu và trông nó có vẻ trầm ngâm. Rồi nó bỏ đi. Ít phút sau nó quay lại, trong miệng tha một con chuột chết. Nó muốn đưa cho chúng tôi để góp vào bữa ăn. I remember that Montmorency watched all this and he looked very thoughtful. Then he walked away. He came back a few minutes later with a dead rat in his mouth. He wanted to give it to us for the meal. Chúng tôi không biết liệu nó có thực sự muốn cho con chuột vào xong không, hay liệu nó muốn nói cho chúng tôi biết nó nghĩ gì về bữa ăn. Harris nói rằng, theo cậu ta thì nếu cho con chuột vào cũng được. Tuy vậy, George không muốn thử bất cứ cái gì mới. We did not know if he really wanted to put it in the... or if he wanted to tell us what he thought about the meal. Harris said he thought it would be all right to put the rat in. However, George did not want to try anything new. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. How did the 3 men cook their excellent supper? George and I looked around. Then we looked at each other. Harris had gone, disappeared. Sadly, we looked again at the place where Harris and the food had been. And then, to our horror, we saw Harris's head, and only his head, in the grass. The face was very red and very angry. George was the first to speak. "Say something," he cried. "Are you alive or dead? Where is the rest of you?" "Oh, don't be so stupid," Harris's head said. "It's your fault. You made me sit here. You did it to annoy me. Here, take the food." And from the middle of the grass, the food appeared. And then Harris came out, dirty and wet. Harris had not known that he had been sitting on the edge of a hole. The grass had hidden it. Then, suddenly, he had fallen backwards into it. He said he had not known what was happening to him. He thought, at first, that it was the end of the world. Harris still believed that George and I planned it. After lunch, we moved on to Wargrave and Ship Lake and then to Sunning. We got out of the boat there, and we walked about for an hour or more. It was too late to go on past Reading, so we decided to go back to one of the Ship Lake islands. We would spend the night there. When we had tied the boat up by one of the islands, it was still early. George said it would be a good idea to have a really excellent supper. He said we could use all kinds of things and all the bits of food we had left. We could make it really interesting. We could put everything into one big pan together. George said he would show us how to do it. We liked this idea, so George collected wood to make a fire. Harris and I started to prepare the potatoes. This became a very big job. We began quite happily. However, by the time we had finished our first potato, we were feeling very miserable. There was almost no potato left. George came and looked at it.
Oh, that's no good. You've done it wrong. Do it like this, he said. We worked very hard for 25 minutes. At the end of that time, we had done 4 potatoes. We refused to continue. George said it was stupid to have only 4 potatoes, so we washed about 6 more. Then we put them in the pan without doing anything else to them. We also put in some carrots and other vegetables. But George looked at it, and he said there was not enough. So then we got out both the food baskets. We took out all the bits of things that were left, and we put them in, too. In fact, we put in everything we could find. I remember that Montmorency watched all this, and he looked very thoughtful. Then he walked away. He came back a few minutes later with a dead rat in his mouth. He wanted to give it to us for the meal. We didn't know if he really wanted to put it in the pan, or if he wanted to tell us what he thought about the meal. Harris said he thought it would be all right to put the rat in. However, George did not want to try anything new. Đáp án của các bạn là gì? They put many kinds of vegetables and everything they could find into a big pan and cooked them. Của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Kouza.